xin chào tất cả các bạn hôm nay mình làm một cái clip rất ngắn để làm về chia sẻ một cái kinh nghiệm giúp cho chúng ta có thể là ghi chú và ghi kích thước ở trên cái phần phối cảnh của Revit các view ba d của Revit nó giống như giống như khi các bạn làm ở trên ở SketchUp thì À, để làm được như thế thì thứ nhất là chúng ta sẽ phải có một cái mô hình, mô hình chúng ta xây dựng nó khá là đầy đủ uh, ở trong để viết đầy đủ các thành phần. thì cái cách dựng đầy đủ các thành phần như thế nào thì các bạn có thể là tham khảo những cái clip mình đã uh, post ở trên kênh của mình uh, về uh, phần tường, về trần, về sàn uh, các bạn sử dựng. thì chúng ta sẽ có một cái mô hình như thế này. sau khi mà các bạn có cái mô hình như thế này rồi uh, thì uh, À, các bạn sẽ uh, chọn lại cái đối tượng của chúng ta làm uh, thành cái crop view liên quan đến nó và chúng ta có thể là khóa cái view lại nhé chúng ta sẽ ở orientation and lock view uh, đối với lại cái phần uh, background này á, thì các bạn có thể là uh, ví dụ như các bạn thích thì các bạn để nền trắng không thì các bạn cũng có thể là chỉnh background sang uh, ví dụ ở đây là do cái view này nó đang uh, dùng cái template view ví dụ như ở đây mình sẽ bỏ cái template view đi chỉnh cho nó tự do nên chẳng hạn uh, và chúng ta sẽ vào trong này. Ví dụ như các bạn muốn đổi sang một cái nền, ví dụ như các bạn thích một cái nền có màu đúng không? Thì các bạn sẽ cho sang background ở dạng ví dụ gradient. Đây là cái mà mình hay hay thích sử dụng nhất. Thì dụ chúng ta sẽ có một cái cái nền như này. tất nhiên chúng ta sẽ à, thay đổi cái màu nền thì à, tùy ý các bạn. ơi à, đối với lại cái một cái view 3D như thế này thì các bạn muốn ghi chú à, những cái ghi chú thông thường thì chúng ta sẽ ghi chú à, bằng các công cụ thông thường thôi. Ví dụ như trong cái phần annotate này, các bạn muốn ghi chú cao độ thì chúng ta sẽ dùng cái spot elevation nha và chúng ta sẽ đặt vào đây ví dụ ở đây thì nó giống như một cái view mặt bằng thông thường hoặc là mặt đứng thông thường các bạn có thể ghi chú được nữa nha các bạn thích dùng leader hoặc shoulder các bạn dùng nha ví dụ ở đây mình sẽ không không cần đúng không chúng à, ta sẽ à, ví dụ như ở đây à, cái à, cốt cao độ không có cao độ chúng ta sẽ để ở đây như ở đây chúng ta sẽ có cốt cao độ bên dưới ở bên dưới này ví dụ các bạn muốn là nó nó rõ ràng hơn ví dụ cái nền này, này thì chúng ta có thể là à, dắt cái cái mũi tên ra đúng không? như ở đây hoặc là như ở đây rồi các bạn cũng có thể là ghi chú cái cao độ cho cái đỉnh tường ví dụ như cho cái phần đỉnh tường này chúng ta cũng có thể là ghi chú cao độ nó như vậy À, để ghi chú về cái thông tin về các cái vật liệu thì bề mặt thì thông thường mình sẽ dùng cái ghi chú cho cái vật liệu material tag. Thì material tag này thì các bạn có thể là tạo ra ví dụ material tag thì chúng ta sẽ tag bằng cái uh, mát của vật liệu bình thường hoặc là ở trong cái phối cảnh thì chúng ta sẽ không uh, thường ở trong phối cảnh thì chúng ta muốn là thể hiện luôn thì chúng ta sẽ tạo ra một cái material tag ở dạng description chúng ta sẽ lấy cái thông tin description của vật liệu ra để chúng ta À, tác là ví dụ như ở đây à, trong cái phối cảnh này thường là mình chất là khi các bạn đưa phối cảnh trong dự án thì mình thích trực quan nên là mình sẽ tác luôn ở đây ví dụ như đây chúng ta sẽ có là đá đá granite trúng trượt à, ví dụ như cái này là đá granite màu sống đậm nên là mình có một cái viền à, một cái viền đá trang trí ở chỗ này à, chỗ này thì chúng ta lại là đá granite trúng trượt đó ví dụ chúng ta có những cái chú thích như vậy hoặc là cái phần à, tường này thì cái hoàng, vật liệu hoàn thiện của nó là bề mặt tô hoàn thiện sơn và đá bê tông đó, tương tự như vậy thì ở đây chúng ta cũng có những cái như thế này Hình như vậy chúng ta sẽ có được một cái À, đối tượng này hoặc là các bạn muốn uh, ví dụ như uh, các bạn muốn uh, tác vào category để chúng ta tác cái cầu thang ví dụ cái bậc cấp ở đây thì chúng ta sẽ có những cái tác như này ví dụ mình có tạo cái tác vật thể ở đây chỗ này chúng ta sẽ có cái bậc cấp uh, bậc cấp này ví dụ như các bạn bố trí ở những vị trí nào đó cho các bạn dễ dễ thấy thôi chúng ta sẽ có là đây là là bảy bậc nhân với chiều cao bậc là một trăm năm bảy chín thì đây là cái tác tác cho cái bậc cấp và cái cầu thang mình đã tạo trong cái dự án như này. Uh các bạn muốn tác này và à, tất nhiên là đó chúng ta những cái phần này là chúng ta sẽ tác tác cách uh, thoải mái nha tác một cách thoải mái nếu các bạn muốn tác con tường bùng hoa này kia thì các bạn sẽ tác vào đây các bạn muốn tác cái sàn thì sàn theo cái tác element thì chúng ta sẽ tác vào đây rồi cái cuối cùng nữa là cách chúng ta ghi chú kích thước ừ. thì khi các bạn mà ghi chú kích thước ở, ở trong cái phối cảnh này á, thì nó nó sẽ ghi chú theo cái kích theo cái mặt mặt phẳng ví dụ như trong cái hình này trong cái hình này hiện nay ví dụ như các bạn để ghi chú kích thước nếu các bạn muốn thể hiện ghi kích thước ở theo cái chiều nào để các bạn sẽ set cái mặt phẳng làm việc cái nó thì các bạn sẽ ghi được nhá ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ set mặt phẳng ví dụ như à, mình muốn là set cái mặt phẳng bằng pick plan mình muốn set mặt phẳng theo phương này để mình ghi chú kích thước của hoặc là cái mặt phẳng theo theo phương này đi đây À, để mình ghi chú theo cái chiều dài này chẳng hạn như vậy hoặc là mình xét một khoảng ở đây. À, nếu các bạn muốn xét một khoảng như nào thì, thì các bạn sẽ xét một khoảng trước khi các bạn ghi chú và các bạn nhớ bấm show lên nếu như các bạn chưa quen thì đây là cái mặt phẳng mình đang ghi chú kích thước. thì à, đối với cái mặt à, phẳng này thì sau khi các bạn tạo được ghi chú kích thước xong, à, xin lỗi xét một khoảng xin lỗi các bạn chỉ việc được ghi chú kích thước như trên mặt bằng hoặc trên mặt đứng nơi chúng ta sử dụng công, công cụ ghi chú kích thước nha và chúng ta sẽ lúc này nhưng mà lúc này khi chúng ta tác cái bấm vào thì thao tác nó sẽ làm cho các bạn hơi là lạ chút xíu, nó à, là chúng ta sẽ tác, các bạn sẽ bắt theo cái mặt phẳng này, ví dụ ở đây mình sẽ bắt theo cái mặt phẳng này nha. Và ví à, dụ ở đây rồi các bạn có thể là bắt qua này. Đó. Và chúng ta sẽ kéo ra, nó các bạn thấy là ở trong trường hợp này các bạn sẽ có cái đường ghi chú kích thước nó nó nó, nó, nó giống như là khi các bạn làm, nếu như bạn nào đã từng làm sketchup rồi thì các bạn sẽ thấy là ghi chú nó y chang đây các bạn sẽ ghi chú từ mặt này sang mặt này, không? Oh này sao để cái mặt này. Nhưng mà đây mình làm ví dụ thôi chứ mình cũng không có làm chi tiết hết mức à, ông ta nha. Ví dụ như đây mình sẽ có một cái mình mình sẽ có một cái này. À, mình để cái đường này qua đây đi cho nó gọn gàng. Chúng à, ta có thể tắt cái chế độ sâu mặt phẳng ra đi. Chúng ta đã làm xong rồi. Nhưng mà khi mà các bạn, tất nhiên là ghi chú này thì nó nó rất là khỏe. Bây giờ các bạn muốn xét cái mặt phẳng, à, ví dụ như đây mình muốn pick plan, pick plan cho cái mặt phẳng này giờ bây giờ mình muốn là ghi chú theo chiều cao đúng không thì mình sẽ pick plan là bây giờ cái mặt đứng này sau đó mình sẽ dùng cái công cụ ghi chú kích thước này bây giờ mình sẽ ghi từ mặt này xuống dưới đến cái cái mặt dưới này chúng ta sẽ có được cái cái chiều cao của cái này à, à, tương tự như vậy ví dụ như mình ví à, mình xét cái mặt phẳng ở đây nha các bạn ví dụ chỗ này nó có hai cái buồng cao ở đây thì à, mình sẽ xét cái mặt phẳng bằng cách đó pick plan đây à, và sau đó mình sẽ dùng cái công cụ ghi chú kích thước này mình sẽ ghi từ cái mặt phẳng ở trên này rồi à, đây xuống đây rồi mình sẽ ghi xuống đây chẳng hạn như thế khi các bạn không không pick được cái mặt phẳng khó khăn cho việc pick mặt thẳng thì các bạn cứ À, bấm tám một cái nha các bạn thì chúng ta sẽ có cái đường uh, ghi chú kích thước ở đây. À, nếu như các bạn muốn nó nằm một cái mặt phẳng nào đó ở giữa thì thì uh, chúng ta có thể là tạo thêm cái mặt phẳng. Nhưng mà khi mà các bạn dùng cái đường ghi chú kích thước ở trong cái phối cảnh của Revit thì để giống đẹp hơn thì chúng ta sẽ lưu ý thêm một chút xíu như sau đó là chúng ta sẽ tạo một cái loại riêng nha. Các bạn sẽ tạo một cái loại ghi chú riêng khác với ghi chú chỉ bằng vẽ. Ví dụ ở đây mình sẽ tạo một loại riêng chỉ dành cho uh, ghi chú 3D view đó mình đặt đi sẵn cho các bạn để các bạn thì trong cái này mình sẽ chỉnh những cái gì thứ nhất trong cái này á mình sẽ không có dùng cái tích mát của nó là bằng diagonal 1 mm nha các bạn mà mình sẽ đưa về cái fillet dot là cái chấm cái chấm hình tròn á tại vì cái cái dùng, nếu dùng cái cái tích mát á thì cái góc nhìn khác nhau nó sẽ cho cái tích mát nó hơi bị méo hơi chẳng thà ta dùng luôn cái fillet dot để chúng ta là dùng cái chấm tròn ta định vị những cái điểm đó là được à, cái thứ nhất cái thứ hai đó là mình sẽ không cho cái Uh, test offset là nó sang ở cái dạng là à, không luôn nha để cho nó gần được cái, cái thước nhất có thể. Rồi mình sẽ cho cái test này nó không phải là cái nền transparent nữa mà cho nó cái nền nó có opaart, nó sẽ có cái nền để nó che khi mà nó gặp cái chữ, uh, ví dụ những cái nền hoa văn nó sẽ che bớt đi. Và cái cuối cùng là cái cái mà đọc đọc chữ số này nếu như các bạn bình thường thì nó sẽ là up gen lab nhưng mà nếu như các bạn mà cảm thấy nó khó chịu quá thì các bạn có thể là chuyển sang horizontal nha các bạn tức là lúc nào nó cũng nằm ngang hết đó nếu như các bạn nếu như các bạn thích như thế ví dụ như đây mình chuyển sang horizontal hết nha ở uh, apply ok thì các bạn sẽ thấy là đây đây là cái người ta đã chuyển sang và cái số người ta lúc nào nó cũng nằm ngang này đây nằm ngang nằm ngang để cho phục vụ cho cái việc đọc nó dễ ví dụ đây mình sẽ chuyển những cái uh, những cái đường ghi chú kích thước này và sang cái dạng là ghi chú 3D view nha các bạn. Đấy, các bạn sẽ thấy là cái con số là lúc nào nó cũng nằm ngang này và nó có một cái này để nó không bị che bởi những cái đối tượng này. Tức là chúng ta ghi chú ở đây này, đây, chúng à, có cái này này để chúng ta có thể là biết được là chúng ta đang đang ghi chú ở đâu. À. để như vậy thì đây là những cái thao tác và những cái tinh chỉnh cần thiết để các bạn có thể có một cái mô hình 3D mà nó mang đầy đủ thông tin à, bao gồm cả tác vật liệu, tác vật thể, à, cao độ và khi chú kích thước, cách trình bày đẹp có thể nói gọi là đẹp như sẽ kết ức, nhưng mà cái thông tin của nó mang lại nó khoa học hơn rất là nhiều tại vì đây là thông tin thực nha các bạn ờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip khác nếu các bạn cảm thấy hay và bổ ích thì hãy like share và subscribe kênh của mình và nhấn vào chuông để nhận thông tin về những cái clip mới nhất ở trên kênh mình ra nha để theo dõi dễ hơn nha ờ, xin chào và hẹn gặp lại